Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diện mạo của con gái Đức Tiến sau hành trình thụ tinh nhân tạo vất vả, của người mẫu, diễn viên Đức Tiến và Hoa hậu Bình Phương là một trong những cặp đôi đặc biệt của Vbiz Sau 10 năm đồng hành, vợ chồng nam diễn viên quyết định thụ tinh nhân tạo để chào đón con gái đau lòng. Rạch qua không ít khó khăn, thăng trầm, cặp đôi đã nuôi dưỡng con gái ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Mới đây, họ đã cùng tổ chức xịt sinh nhật lần thứ hai cho nhóc tì. Gác lại cuộc sống tại Việt Nam, Đức Tiến cùng bà xã là Hoa hậu áo dài Đà Lạt Bình Phương xây dựng sự nghiệp tỏ ấm trên đất mình. Mỹ vào năm 2013. Nam diễn viên hoạt động với vai trò MC, nhà sản xuất nhiều chương trình, sự kiện nổi bật với chặng đường làm nghệ thuật suôn sẻ, khi vẫn đắt sâu trên đất khách, cuộc sống hôn nhân của Đức Tiến trải qua không ít thăng trầm. Khi kết hôn được 10 năm, vợ chồng anh vẫn hiếm muộn chuyện con cái, thử nhiều phương pháp nhưng không thành công. Vợ chồng của người mẫu quyết định về Việt Nam thụ tinh nhân tạo, đến lần thứ hai mới thành công. Đức Tiến mừng rỡ khi con gái chào đời. Sau 3 năm trải qua hành trình thụ thai đầy gian nan, cuối cùng cặp sao cũng có được thiên thần nhỏ. Sự xuất hiện của bé mèo là bước ngoặt mới trong cuộc sống của vợ chồng anh. Đến nay con gái Đức Tiến đã tròn 2 tuổi, được ba mẹ chăm sóc chu đáo, nhấp tì trọn vía cứng cáp bụ bẩm. bé Mèo là nguồn năng lượng của cả nhà. Dù bận rộn đến đâu, vợ chồng cụ người mẫu vẫn cũng hết lòng vì con, dành thời gian nhất cho thành viên nhí. Bé Mèo dễ thương và tinh nghịch. Vợ chồng Đức Tiến dành nhiều thời gian cho con gái. Con gái nhí nhảnh tinh nghịch giúp anh xua tan những bộn bề cuộc sống. Vợ chồng Đức Tiến luôn giữ nét đẹp con người Việt Nam dù sống ở Mỹ. Vợ chồng nam diễn viên vừa tổ chức sinh nhật mừng 2 tuổi hoành tráng cho con gái. Trọn vẹn tổ ấm tại trời Tây, dù vất vả mưu sinh, gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhưng Đức Tiến cùng bà xã rất hạnh phúc, cùng vung vén tổ ấm, nuôi dưỡng con gái phát triển trong điều kiện tốt nhất. Con gái chính là động lực để anh và vợ cố gắng hơn. Cặp đôi vẫn nuôi ý định có thêm em bé thứ hai sau vài năm nữa. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.